Gạo mầm Vivigaba chứa hàm lượng hợp chất GABA cao gấp 6 đến 10 lần gạo lứt. GABA là loại axit amin ưu việt giúp ổn định đường huyết, huyết áp, giảm stress và hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đạt chứng nhận lâm sàng từ Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế Việt Nam. Gạo mầm Vivigaba gieo sức khỏe, gặt yêu thương. Thì em tên là Nguyễn Thị Ngọc My. Nickname của em đi làm là Miner. Công việc hiện tại của em là DJ tự do. Hiện tại em có hai bé. Bé đầu của em 5 tuổi là con trai, bé thứ hai là 2 tuổi con gái. Wow. Hiện tại chồng hiện tại của em là người nước ngoài, anh ấy sinh ra ở Hà Lan và bây giờ anh đang là cầu thủ đá banh. Ảnh đá cho Việt Nam đã là 6-7 năm rồi, nhưng mà bây giờ thì anh nghỉ rồi. Rất là đặc biệt. Trải nghiệm thai kỳ của mình với một cái nghề khá là đặc biệt, là nó rất nhiều âm thanh như vậy luôn, thì chắc là nó sẽ khá là thú vị đây. Dạ. Thì mình sẽ xới sâu vào cái khúc mà mình phát hiện mình mang thai. Nó xảy ra như thế nào ạ? Khi em biết tin em mang thai là tâm lý em rất là rối loạn, không biết phải làm gì luôn. Em đang trong công việc rất là đỉnh, vừa vui mà vừa lo lắng nữa. Cái nào nhiều hơn Miner? Dạ em nghĩ là lo lắng nhiều hơn. Tại lúc đó em chưa có sẵn sàng làm mẹ. Nhưng mà đối tác thì sao? Dạ chồng em thì ảnh cũng sốc giống như em, tại vì hai đứa đang kế hoạch là đám cưới ạ. Đang kế hoạch đám cưới thì lại mang có thai, xong rồi em lại hoãn đám cưới ạ. Trong cái thời gian đó thì em đi diễn thường xuyên, thì em thường bay đi nước này nước nọ rồi bay qua nước ngoài nữa. Mà ông xã em thì rất là thích trẻ con nên là ông kêu là không sao hết, có gì anh sẽ chăm sóc cho hai mẹ con, đừng có lo cái gì hết, bây giờ mình cứ bắt đầu kế hoạch từ từ đi. Yeah. Thì lúc đó thì em mới bắt đầu là bình tâm trở lại. Mang bầu như vậy thì có những cái biểu hiện thay đổi trong cơ thể của mình không ạ? Em không có bị nghén như các mẹ khác, nhưng mà em bị cái là bị hóc môn nó lên rất là nhiều á. Cái hóc môn nó làm cho em thay đổi cái tính. Dạ, tâm tính rồi cái cảm xúc của em nó cũng khác đi nữa. Em rất là hay cáu bẩn, xấu tính cực kỳ. Sau này em nghĩ lại cái từ sao mình lại thay đổi đến mức độ như vậy. Cãi nhau rất là nhiều ạ. Cãi nhau xong rồi em hay giận rồi này nọ. Thì trong cái thời gian đầu em ăn rất là nhiều, không chừa món nào luôn, ăn kiểu như bao tử không đáy cứ ăn thôi. Em lên cân rất là nhiều luôn, tới giai đoạn cuối thì tầm 22 đến 25 ký. Wow. Lúc đó em chỉ có lăn thôi chứ không có đi được. Ủa, em không tưởng tượng nó được chị tăng mình thêm 25 ký. Tới đây là chị bắt đầu gọi là rõ ràng hơn về cái lo âu ban nãy của Miner. Tại vì gọi là với cái vốn hình ảnh của chị thì DJ luôn hiện ra với một hình ảnh eo thon, gợi cảm, đúng không? Và có vẻ như chính cái việc mà tăng cân nó cũng đã làm cho em cảm thấy bất an với cái vị trí nghề nghiệp của mình. Dạ, dạ, đúng rồi đó chị. Nhưng mà trong suốt thai kỳ đó em vẫn đi làm bình thường? Dạ không ạ, em chỉ đi làm tới lúc mà thai kỳ tháng thứ tư ạ, thì em bắt đầu nghỉ ạ. Lúc đó em muốn chuẩn bị tâm lý cho một cái quá trình làm mẹ chứ không có tập trung cho công việc nữa. Thì lúc đó em bắt đầu lên trên mạng để search xem về những cái kiến thức mang thai rồi tất cả các kiểu về ăn uống cho em bé như nào. Ồ, em thấy là cái môi trường làm việc của chị nó nhạt, nó mạnh quá đúng không? Dạ. Nên là chắc có thể là chị cũng sẽ cảm thấy băn khoăn về cái chuyện ủa bây giờ mình làm tiếp, nhiều khi nhạc đập dữ quá miếng chổng nó có nghe không ta, không giống vậy không chị? Sau cái lúc tại vì công việc của em đã nhận show trước đó rồi, từ lúc em mang thai em đã nhận cách đó mấy tháng, cố gắng để hoàn thành xong công việc. Thì cả nhà em mới hay nói là ồ giờ em bé mới nhỏ mà cho đi làm DJ. Khi mà tới cái ngày mà chị chuẩn bị cho cái việc đi sinh của mình á, chị chuẩn bị nó như thế nào ạ? Ông xã em là người Hà Lan, thì khi mà mang thai á, vợ chồng có lên kế hoạch. Ông xã em bảo là đi sang Hà Lan để sinh em bé. Lúc đó nói sao thì em nghe vậy thôi, thì người ta kêu đi nước ngoài thì tốt này kia. Để con là con mình sẽ mang quốc tịch đó, nước ngoài. Đó, đúng rồi đó chị, đúng đó, rồi đó mình chị. Mình sẽ bánh tỏ hơn con ta. Đúng rồi, đúng rồi. Em qua Hà Lan lúc chu kỳ thai kỳ cuối, em hơi bị sốc về cái văn hóa với lại là cái đồ ăn rồi cái con rồi, người nhiều thứ. Nhiều thứ quá chị. Mà trong cái thời gian mình đang bị hóc môn lên cao nữa, cho nên là cái gì mình cũng cảm thấy bị bực bội vì không thể làm được theo cái ý của mình á. Chồng em đưa em đi khám thai ở bên đó, thì không có đưa tới bệnh viện giống như ở Việt Nam mình, mà đưa em tới một cái nhà như y tá hộ sinh ấy ạ.
Thì cô y tá nó khám xong rồi cổ cứ đưa cho em một cái kế hoạch sinh, là sinh ở hồ nước, ở nhà, rồi sinh các kiểu trong bồn tắm rồi này nọ. À, gọi là thuận tự nhiên đó. Có một cái cụm từ mà người ta hay gọi là người ta nói về cái dạng này, đó là sinh tự nhiên, là để đứa trẻ nó cứ chào đời trong một vài những cái môi trường mà họ nghĩ rằng là nó tốt. Khi chúng ta được theo dõi sát sao nhất về sức khỏe, đặc biệt là trong thai kỳ, thì nó vẫn là cái đáp án tốt nhất. Dạ, em lúc đó em hơi hoang mang, tại vì em kêu ủa tại sao lại sinh trong hồ nước mà em chỉ coi trên mạng, nhưng em mà không có coi trên YouTube. Xong rồi cái em mới nói ủa cái này sao lạ quá vậy, ở Việt Nam sinh là phải tới bệnh viện chứ, lỡ có chuyện gì xảy ra với con mình rồi không có máy móc này kia ở nhà thì làm sao mà cứu con mình được. Cái cô y tá đó nói là nếu như mà có chuyện gì xấu thì sẽ đưa tới bệnh viện. Em nghĩ ủa như vậy rồi con có kịp không? Đâu đâu phải nhà cứ bệnh viện đâu. Cái câu hỏi cực hay nha Mino, tại vì những cái biến chứng thai sản mà nếu như nó diễn ra, cái tốc độ của nó mình không lường được, mình không lường được là nó phải bao nhiêu thời gian thì nó mới có cái chuyện này xảy ra, chuyện đó không ai chắc được. Em chia sẻ một câu chuyện là hôm bữa trước, cách đây cỡ 2 tháng, có một bà chị đi chung với em cũng đang có bầu giống em luôn, xong rồi đi chơi đi bộ nhiều quá cái bị động thai xong rồi có nguy cơ sảy thai, xong vô bệnh viện của Thái thì mới gặp một chị kia cũng là y tá trong bệnh viện của Thái Lan mà là người Việt Nam. Xong chị đó mới nói là hả, nếu mà sau này mình muốn đẻ thì có một cái gói là người ta đưa hai mẹ con từ Việt Nam qua bên Thái, xong rồi cho villa ở, có gia đình luôn nha, có gia đình ở đó luôn, xong rồi đưa vô bệnh viện, xong rồi đẻ rồi nọ kia là không đau không gì hết luôn, xong rồi làm giấy tờ rồi nọ cho bay về đó luôn. Em thấy giờ rất là tân tiến luôn á. Đúng rồi, sao cái mặt đầy phấn khích giống như em ha, thì đó có nghĩa là em định nghĩa là trò đẻ với đứa mình là rất là sướng. Em nghe cái câu chuyện đó nên em ráp vô đây. Em tưởng tượng là trời ơi, nghe dịch vụ nó quá là hay đi, xong rồi các em nghĩ trời giờ mà muốn có tiền chắc là đẻ bên Thái luôn, nghe cũng hợp lý chứ bộ, đúng không chị? Cái ngày dự sinh á thì em bắt đầu em thấy là em có ra dịch nâu, em bắt đầu em báo chồng em, thì chồng em mới đưa em đi bộ quanh hết cái khu gần nhà đó, trong rừng đi vòng để cho người ta nói là mau đẻ vậy đó. Đi một hồi thì em bắt đầu em mới cảm giác được mấy cơn co thắt, em đau nhiều lắm. Đứa đầu á em sinh em cảm giác em đau rất là nhiều luôn. Em nói ảnh gọi cho cái cô đó đi, hỏi mình phải giải quyết như nào. Thì chồng em gọi lên, cô nói là chắc chưa đâu, và thường 24 tiếng mới sinh. Em kêu là thôi cho em đi bệnh viện đi. Cái ảnh nói là cô đó chưa có cho đi. Xong chưa cho đi thì gọi cái cô đó tới để mà khám cho mình coi thử như nào rồi. Cái cô đó chạy tới thì cô nói là chưa đâu, tới mở một phân à. Mà em đau rất là nhiều rồi, mà người em tay chân em tê hết người luôn. Em nói là cho em đi bệnh viện đi, chứ sao mà sinh ở nhà được. Cứ bắt em ở lên trên lầu tắm vòi sen á. Cứ bắt chồng em đứng massage cho em, xong rồi lấy vòi sen tắm cho nó dịu cơn đau. Đau đẻ, vòi sen, liên quan. Thật sự luôn. Nhưng mà lúc đó em bức xúc không Mino? Dạ có, em bức xúc mà em lắm. Em mình kiểu mình đang đau nữa, mình cấu nữa chị. Xong lúc đó cái khi mà em không chịu nổi rồi em nói giờ 1, 2, 3 có đưa đi bệnh viện hay không? Nói một lời, không đưa đi là em nằm đây em chết luôn, khỏi đẻ luôn á. Em nói, em găng giọng vậy đó. Xong rồi bà má chồng bà mới kêu là đưa con Mino đi gấp. Chồng em lúc đó là cuống cuồng lên, ảnh cũng hoảng loạn lắm. Ảnh đưa hai mẹ con tới bệnh viện. Lên bệnh viện, lúc đó bác sĩ khám thì em nở được 3 phân. Em đau quá, em kêu anh ơi nói bác sĩ chích thuốc không đau đi, chích thuốc không đau. Em đau quá rồi, em không chịu nổi nữa. Cái bác sĩ cứ như đi trốn ở đâu á chị, không xuất hiện luôn, không thấy trong phòng sinh luôn. Cái em hỏi bác sĩ đâu rồi, cái ảnh nói là bác sĩ bậm mổ ở trên, người ta cứ để cho mình chịu đau vậy đó. Mà ở Việt Nam á, em đẻ bé sau thì 3 phân là đã cho chích rồi, cũng là nửa ngày á. Xong rồi lúc đó bác sĩ mới tới chích cho em một mũi thuốc, thì chích xong cái em thấy nhẹ hết cả người luôn. Thế em lấy điện thoại ra em chụp hình, em quay phim rồi các trời kiểu. Cái gì mà diễn biến của em nó nhanh đến mức như vậy. Chích vô nó vừa chứ rồi cái đi đâu đi đi. Đi đâu đi đi. 3 tiếng sau thì em bắt đầu em mới thấy là mắt rặn. Bác sĩ vào bảo là ok rặn đi, bây giờ rặn mà em cũng không biết rặn nữa. Em rặn trong vòng 1 tiếng rưỡi không có ra. Là mà. Vì em bé không kịp ra hay là em thấy em không biết rặn? Hình như em nghĩ là em không biết rặn. Khi em mới hỏi bác sĩ là em bé ra chưa, thì em thấy là em bút hết khả năng em rồi. Bác sĩ kêu chưa. Bác sĩ mới nói chuyện với chồng em bằng tiếng Hà Lan á, thì trao đổi cái gì đó mà có vẻ mặt nghiêm trọng lắm. Chồng em giống như sợ em lo á,
nói là không sao nhưng mà sẽ có một bác sĩ đặc biệt tới. Thì lúc đó bác sĩ đặc biệt vào nói xin phép em là sẽ là hút em bé ra, tại vì em bé ở trong đó lâu rồi sợ em bé ngạt. Em cũng lo lắm nhưng mà thôi bây giờ cố gắng. Cái 1, 2, 3 bác sĩ hô là em push cái hơi cuối cùng là bác sĩ cắt luôn. Em nghe tập tập cái nghe em bé khóc bưng ra bỏ lên trên người của em, và lúc đó em rất là xúc động rồi nước mắt em chảy, chồng em cũng khóc luôn và cứ ôm con ở trên người, cảm xúc cảm giác rất là hạnh phúc. Cái vụ mà chăm con sau sinh á có bị bệnh nghề nghiệp không? Một tuần đầu thì 300 em bé là chính, còn em chỉ phụ cho bú, có cô y tá hộ sinh tới tắm cho em bé. Thì lúc đầu là hơi bỡ ngỡ, lúc tắm cho con á, ôm con trên người có chút xíu vậy nè. Sợ chuột không chị? Đúng rồi, sợ nhiều cái em bé chút xíu mà xong tay chân rất là nhỏ nữa. Công việc của mình là kiểu nhanh nhẩu, còn bây giờ mình phải chăm sóc con rất là từ từ, cẩn thận này kia. Em nuôi bằng sữa mẹ thời gian đầu 1 tháng, sau đó là cho bé bú bởi vì em không có sữa. Khá là vất vả về cái vụ mà ăn uống, lúc mà em nằm sinh á thì không có ai nấu được cái đồ về cho em ăn hết. Em đói mà kiểu em xuống em làm mì tôm ăn không à. Chồng em chỉ làm được mì tôm cho em thôi, còn không có ăn được đồ Tây. Thì lúc đó em nghĩ là ăn uống khan hiếm quá nên là sữa không có. Dạ. Còn đối với bé thứ hai, sinh lần hai thì cái câu chuyện sữa mẹ nó có bị giống vậy không ạ? Dạ cũng giống vậy luôn á. Trời vậy luôn hả chị? Dạ không biết làm sao nữa mà em bị cái lúc mà bé bú thì không có ra sữa. Sau đó thì bị sữa cương tắc. Nhưng mà bé bú thì không có ra. Ừ, tắc tia. Cực lắm mà rất là đau. Bé đầu bú á, thì em bị cái là bé ngậm vô ti của em á, là em cảm giác đau xé ruột luôn á. Em khóc quá trời. Bé ngậm vô á, thì bé im mà em khóc. Còn mà lấy ra thì bé khóc. Em im. Trời ơi, một cuộc chiến thật sự. Chị sinh lần hai là chị sinh ở Việt Nam hay là ở nước ngoài à? Lần hai thì em sinh ở Việt Nam, lần thứ hai mang bầu thì cũng nhẹ nhàng hơn. Như vậy thì lần thứ hai sinh ở Việt Nam có nghĩa là cái thực đơn sau sinh là nó đã thuần Việt rồi. Đối với bé thứ hai thì cuộc sống đã thích nghi rồi chị. Lúc đó em sinh ở Việt Nam thì có mẹ, xong rồi có giúp việc, mọi người ở bên cạnh cũng nhiều, thì cái phần chăm con nó nhẹ nhàng hơn, nó đỡ hơn, cũng trải qua cả các công đoạn của mẹ bỉm sữa. Thực ra thì nãy giờ cái mà chị cảm thấy hơi gọi là hơi tò mò nó nằm ở trong câu chuyện khác, đó là cái việc mà dạy con. Bé đầu của em á là con trai cho nên là tính nó hơi ngang bướng, thích chơi mấy cái xe ô tô á chị. Ai mà tới cầm cái xe ô tô của bé thì bé lại không vui, không vui mà bé lại phản ứng liền luôn, là bé một là đôi ném ô tô rồi các kiểu giành lại một cách rất là mà bé liệt. Bé hay gào thét lắm. Em hay bắt bé là đứng một góc và giải thích cho bé. Thường thì ở Việt Nam mình thì có đánh đít hay này kia, nhưng bên văn hóa nước ngoài thì không được đánh con nít, và chỉ là nói chuyện, trò chuyện, người ta khuyến khích trò chuyện với bé thì nhiều hơn. Thì em cũng dạy con theo cái kiểu là mình khuyến khích con, mình nói chuyện với con, thì em mới bắt con đứng ngay một góc tường và giải thích cho bé là không được ném đồ chơi như vậy, bởi vì đồ chơi mẹ mua cho con rất là đắt. Nếu như mà con không thích thì mẹ sẽ đem cái đồ chơi đó cho mấy bạn khác. Thì em hay cho con của em xem cái video mấy cái nạn đói trẻ con ở bên Châu Phi á. Em bé nằm ở dưới đất á, em đưa cho bé coi, xong em mới giải thích cho bé là con xem đi, mấy bạn ở đây không có đồ ăn, không có quần áo, không có đồ chơi, cho những cái con có con phải biết trân trọng. Thì em hay áp dụng cái thực tế vào cho bé để bé hiểu hơn. Xong rồi lúc đó bé có vẻ là suy nghĩ. Em nói với bé là hay là mẹ đem cái đồ chơi này tặng cho mấy bạn đó được không? Bé nói không. Lần sau á, khi mà trong cái tình huống đó trở lại á, thì bé lại hỏi là mẹ ơi, sao mấy bạn đó là nằm ở dưới đất thì dơ vậy, hay là mình đem đồ mình cho bạn đó đi, đồ chơi của David cho mấy bạn đó đi. Mình không thể áp dụng ngay lúc đó được vào cho bé, nhưng mà lần thứ hai đó bé sẽ tiếp thu. Còn bé thứ hai, bé gái thì có phần là thùy mị hơn. Bé thứ hai rất là khó ngủ với khó ăn. Xong rồi bé chỉ uống sữa, có thời gian bé chỉ uống sữa tới 3 tháng, không ăn gì hết, chưa tới 2 tuổi nữa. Nhưng mà con đã từng ăn dặm rồi.
Dạ con từng ăn dặm mà ăn ít lắm à. Và đến có một giai đoạn là bỗng dưng lại chỉ có thích uống sữa thôi. Số ký thì cũng đảm bảo, số cân nặng chiều cao này kia thì rất là đảm nhưng bảo. Nhưng mà với tâm thế một bà mẹ thì mình cảm thấy cực kỳ bất an. Khi mà bé không ăn được thì bé dặn đến táo bón. Mỗi lần bé đi cầu thì rất là khó khăn, toát hết mồ hôi. Thì em lại đưa bé đi bác sĩ. Cái chính là do bé không ăn. Bé không ăn được đồ ăn, rồi rau củ, đồ củ không có chất vitamin, không có chất gì. Nó uống toàn sữa mà bị bón. Thì em ép tất cả các loại nước ép rau, rồi củ dền, rồi cà rốt này kia. Nhưng mà cho bé uống cũng rất là khó khăn. Xong em mới đưa bé đi chơi ở ngoài. Để bé mệt, tới khi bé mệt bé tới mẹ hỏi nước là em chỉ đưa cái nước đó thôi. Thì bé cũng uống được một chút. Nghĩa là mình cũng phải xếp đặt rất nhiều tình huống. Dạ, hiện tại thì đã được thay đổi rồi. Bé ăn nhưng mà cũng ăn ít, nhưng mà cũng có ăn rồi. Con em thì có một khoảng thời gian nó cũng làm miếng ăn đó chị. Làm miếng ăn vô cùng nó nhìn thấy cái chén cháo nó bỏ chạy, kiếm chỗ để nó trốn luôn. Xong rồi cái em mới nghĩ ra là bây giờ nó phải mệt nó mới ăn. Em mua phao bơi về, nguyên hồ bơi về cho bơi. Bơi mấy tiếng đồng hồ cho nên mệt lết cái mạng vô đây xong rồi mới cho ăn. Thực ra thì sự phát triển của trẻ nó mang tính thống nhất. Tất cả mọi yếu tố nó đều tương tác qua lại với nhau. Cái chuyện ăn đó nó phải gắn bó với một việc là hao tổn về năng lượng và nhu cầu muốn được ăn, rồi đồ ăn phải ngon, rồi ăn thì phải vui. Có nghĩa là thực tế thì nó là cả một cái việc mà chúng ta dùng một từ đơn giản là bày binh bố trận. Giải quyết chuyện ăn không chỉ đơn giản đó là một cái hành vi rất là vật lý cơ học, là múc một muỗng thức ăn rồi nhét vô trong miệng của con thì đó là cho ăn. Mà cho ăn ở đây là nó còn được tính trên những cái hoạt động khác. Nó ví dụ như phải hao tổn calorie đi, phải cho vận động đi. Thậm chí là ăn với ai cũng là một điều cực kỳ quan trọng đối với đứa trẻ. Tới công đoạn stress sau sinh thì nó có xảy ra đối với chị không ạ? Bé đầu tiên là nhiều nhất. Là lúc đó là thật mới, em chưa có chuẩn bị tâm lý nên là hỗn độn nhiều thứ. Hỗn độn luôn hả? Thời gian ở bên Hà Lan á, buồn lắm chị. Không có bạn bè, không có gia đình. Xong rồi những người xung quanh mình thì không nói được cái tiếng mẹ đẻ của mình. Mà mỗi lần em giận ông xã là em hay đi vô rừng. Nhà của ông xã em là nằm sau cái rừng. Mà cứ bên đó không có ai hết, đi qua đi lại hết. Rất là vắng vẻ, là hiu quạnh. Mình đi lang thang vậy đó, kiểu thích vậy á, không biết sao nữa. Bản bộ cũng là một cái cách để giúp chúng ta cân bằng mà. Dạ. Em nghe chị nói lúc ban đầu là chị tăng 23-25kg cả thai kỳ. Thì sau khi chị đẻ xong thì mất bao lâu chị mới có thể giảm cân được? Sau khi mà ngưng sữa cho bé thì em bắt đầu là lên kế hoạch giảm cân. Sự là em đã lên trên mạng search hết tất cả các kiểu. Thì em cũng thử cái detox nước ép ớt chuông với lại mía. Thì em uống trong vòng 10 ngày mỗi lần đói là em uống. Đói là em uống không ăn cái gì trong vòng 10 ngày đó. Sau 10 ngày chị giảm được bao nhiêu ạ? Chắc là cũng được 5kg. Xong từ từ trong vòng 5 tháng sau thì em xuống được gần như số ký của mình lúc trước. Thì em bắt đầu tập gym, đi spa, xong rồi chăm sóc sắc đẹp. Em nghĩ là cũng nên dành một ít thời gian cho bản thân của mình. Một người rất yêu bản thân. Ở bề mặt thì mình có cảm giác như là ích kỷ, nhưng mà thực tế thì đối với các mẹ sau sinh khi có con nhỏ, nếu như chúng ta có đủ điều kiện để có thể yêu bản thân thì nó lại đồng thời là một cái cách để giúp mình cân bằng và quay trở lại chăm sóc cho con và có một cái tinh thần tốt hơn khi chơi với con. Thì qua câu chuyện hôm nay thì chị có muốn nhắn gửi đến ai không? Em xin nhắn gửi tới chồng của em, luôn ở bên cạnh em, chăm sóc em trong hai giai đoạn sinh nở. Thì ảnh đã chịu rất là nhiều áp lực. Cảm ơn anh đã đến với em trong cuộc đời này. Những lời nhắn gửi của chị Mina của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc chương trình Chát với mẹ bỉm sữa rồi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15h20 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Và quý vị thân mến, trong trường hợp chúng ta lỡ giờ phát sóng của chương trình thì đừng lo, các bạn hoàn toàn có thể xem lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV. Những mẹ bỉm sữa nào chúng ta muốn được đăng ký tham gia chương trình thì đừng quên hãy truy cập vào fanpage là Gia đình TV mọi người nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.